Sâm Ngọc Linh Tân Thăng xin chào cả nhà. Trước mắt các bạn đang rất là nhiều sâm Ngọc Linh. Tất cả những củ sâm trước mặt bạn đây đều là chuẩn sâm Ngọc Linh, núi Ngọc Linh tuyển chọn giá 5 tuổi. Cho này một ký này, mình lời vui ra bác. 4 lạng sâm rừng, một ký hàng 21 củ, một ký hàng 20 củ, hai củ sâm rừng và một ký hàng chỗ này, một ký này nó khoảng tầm 24-25 củ gì đó. Thì tất cả những củ này đều được trồng bán hoang dã rất là già 5 tuổi nhé. Củ nào củ đấy già đanh. Củ đấy rất là ngon của người đồng bào trồng các bạn nhé. Thì Tuấn Hằng chuyên tuyển chọn những hàng VIP thôi. Những hàng VIP Pro ấy. Củ này là một củ sâm trồng, nhưng mà cô em đang bán sâm cho mình thì bảo là cái củ sâm này với củ này là hai củ sâm bố em ấy trồng từ cái hồi em ấy chưa đẻ. Bây giờ em ấy cũng 22 tuổi rồi. Là đây này, nó bị thối mất một khúc rồi. Em bảo cái củ này nó thối mất cả găng tay rồi chứ không, ngày xưa nó dài lắm. Này, nó thối mất cả đoạn này. Củ này thế, nó gãy bất trứng rồi. Hai củ này có xuất xứ tại Lóc Tắc Ngo, thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đó, và em ấy có cái lá cho mình này. Còn đây, những cái củ sâm này trước mặt các bạn đây là có xuất xứ tại xã Măng Ri, huyện Tum Rông, tỉnh Kon Tum. Trong này cũng thế, trong này là vừa xã Măng Ri, huyện Tum Rông, tỉnh Kon Tum, vừa Lóc Tắc Ngo, thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My. Và một ký này là cũng ở xã Măng Ri. Còn chỗ sâm rừng này là ở khu bảo tồn thiên nhiên núi Ngọc Linh, thuộc xã Ngọc Linh, huyện Đắk Rây, tỉnh Kon Tum. Đó, tất cả nó đều ở trên khối núi Ngọc Linh. Tuy nhiên này nó có vị trí từng xã. Đây là một của đội đi rừng rất là chuyên nghiệp. Họ đi 6-7 người ấy, đi cả tháng trong rừng. Bao giờ họ tìm được nhiều sâm họ mới về. Cho nên là đi rừng thì những cái chỗ mà dễ tìm thấy sâm ấy, thì đã người ta tìm hết rồi. Phải đi vào rừng rất là sâu, hoặc cả những cái chỗ thác nước rất là hiểm trở thì mới có thể tìm được sâm rừng. Những củ sâm mọc trên đá nó cứ đen xì, nó cứ dây cằn cằn, nhưng mà rất là chất lượng. Đó, thì những người đi rừng này họ đi lâu nên khi họ tìm được sâm thì sẽ có những, khi họ về đấy, có những củ lá còn tươi, có những củ sẽ không còn tươi, và nó rất đa dạng. Nó thành một bãi này. Nên trong cái lô này thì cũng có một củ rất là VIP. Củ này rất là VIP này. Củ này phải đến 90 gram đó. Đẹp lắm nhá. Chuẩn sâm Ngọc Linh, đúng Ngọc Linh. Và tất cả sâm của sâm Tuấn Hằng bán ra đều bao kiểm định chuẩn gen sâm Ngọc Linh toàn quốc. Đó, mà xuất xứ tại núi Ngọc Linh. Các bác nhìn ngon không? Đó. Hàng chuẩn, hàng chất lượng, giá hợp lý. Luôn luôn là hợp lý và cạnh tranh cho tất cả mọi người. Ai mua của em cũng được hàng ngon, giá tốt và nhiều quà nữa. Đó. Thế nhá. Đầu năm mới, đây một cái lô sâm đầu tiên, cái đơn hàng đầu tiên Tuấn Hằng đang chuẩn bị mang đi giao cho khách hàng, thì chỗ sâm này đã bán hết. Thì các bác cần những cái củ sâm VIP này cứ alo Tuấn Hằng, sẽ tìm khi nào được cái hàng như ý thì sẽ hài lòng được Tuấn Hằng, hài lòng với kinh nghiệm mua sâm của mình thì mới giao cho khách hàng. Đó, đây những củ như này đây rất ngon nhé. Rồi, mời cả nhà, xin chào.